Ôi, chào anh em, hôm nay có mớ đồ nghề với máy pin đồ với cái bình xịt anh em ha. Cho các chú các bác mình tham khảo thì cái bình xịt chút xíu nữa em review sau ha. Làm kỹ ra cho anh em xem. Rồi trước mắt thì em cũng có mấy món đồ tinh tinh thôi. Để anh em tham khảo, ai thấy được thì alo ha. 0916 655 856 gặp em mình ở Lai Dung Đồng Tháp ha. Thì hôm nay em báo giá trên đây có sẵn thì lúc mua bán thì anh em cứ việc chuyển khoản thì em bao ship, còn không chuyển thì không bao. Ship code thì COD thì anh em vui lòng cộng em thêm ít chục ngàn tiền vận chuyển ha. Còn anh em muốn mua được giá đầy thì không cần phải trả thêm gì nữa, thì anh em chuyển khoản cho em bằng cái điện thoại hoặc là bưu điện gì đó ha, Viettel gì cũng được nào. Đó. Anh em muốn bao ship thì chuyển khoản ha, chuyển khoản bằng cái điện thoại anh em đó. Còn ví dụ anh em mà không tiện thì thấy cũng không có nhiều tiền thì anh em nói ship code thì sẽ cộng thêm vài chục ngàn tiền ship. Ví dụ này tới nơi anh em cộng thêm từng 20 ngàn thôi, nó căn cứ đến tiền anh em ha, bưu điện nó căn cứ đến tiền, này cũng nhẹ chứ không có nặng. Rồi để không làm mất thời gian anh em nữa thì em vô cái món đầu tiên ha. Món đầu tiên thì em có một con mắt chích SK11 nè, một ngoại hình còn khá đẹp ha, SK11 10V8 nè. Con này dòng vô ban dòng vô 2002, dòng ra 3000 ha. Thì dòng vô dòng ra anh em thấy thích hợp thì mua. Con này thì nhỏ gọn mini ha, tháo máy là rất là ok ha. Và cục pin của nó này nè, cục pin của nó nè, em tháo ra cho anh em xem, pin zin luôn nha, pin zin của nó như vậy đây đó, còn cá khá là mới ha, đó khá là mới. Em cứ để zin vậy em tháo ra cho anh em xem thôi chứ cũng không có đụng chạm gì trong này đó, em cứ để nguyên gì cho anh em ha. Đó thì cái này chụp vô nè ha, mạch mic rồi cũng có, nó còn còn nguyên. Thì giờ mình chụp vô lại ha, quên em đo áp cho anh em luôn nè. Áp còn được 11 mấy anh em ha, 11,70 nè ha, 11,70. Để chút xíu em sạc vô cho anh em xem luôn. Đấy, gắn đít vô. Nó hơi mất thời gian chút xíu anh em ha. Nên mình thông cảm nó hơi mất thời gian xíu, lý do mình làm kỹ lưỡng như trên này cho anh em xem cho được hài lòng ha. Đục vô test máy nè. Sai vị trí anh em. Đợi em chút xíu anh em ha. Coi đây anh em ha. Điều tốc rồi. Đảo chiều. Đảo chiều. Thế này ha. Nó không ăn là lý do cái chân này nè ha, đụng đụng cái chân này nó không tiếp xúc không tốt. Úp ra nè, mấy cái chân này nè, hai chân hai bên ha. Nữa em cố gắng em sẽ làm ngon lành cho anh em ha. Nó không tiếp xúc tốt cho nên là nữa em sẽ cố gắng khắc phục cái chân cho anh em ha. Rồi rồi sạc nó nè, sạc nó, cắm điện vô sạc cho anh em lên đèn luôn ha. Đó, cầm vô nó sẽ sáng hai đèn, xong rồi mình sạc nó sẽ chớp đèn xanh ha. Đó, đã vô. Vô đút máy vô chạy cho anh em ha. Đó.
Rồi, con này em bán nguyên bộ với giá 1 triệu 1 ha. Thì ai ai mua con máy này em sẽ làm clip test, con làm cho anh em sạc ok, zin luôn ha, toàn bộ zin hết, điện 100W nha anh em ha, máy pin sạc con nguyên bộ vậy nè, SK11, bộ này hiếm ha. Rồi để nữa ai mua thì em sẽ gửi clip test cho anh em nguyên bộ này luôn, bỏ qua bên đi, mất thời gian quá anh em ha. Rồi tiếp theo em có con số 2, thân máy vỏ pin luôn, con DMR ha, con này cũng khá đẹp, vỏ pin cao rồi cho anh em đóng luôn, vỏ pin zin nha, em bán là vỏ pin zin hết ha. Đó, Hitachi DMR, con này huyền thoại anh em ha, DC12V, tua 26, con này cực kỳ mới luôn, ở bên trong cái rô ruột của nó mới lắm, test cho anh em luôn ha, điều tốc nè, đảo chiều nè. Mạnh lắm ha. Rồi, rồi con này đầu không kẹt, không gơ luôn, đầu cứng ngắc luôn, than luôn, gờ dễ thay than ha. Rồi con này em bán cho anh em với giá 650 thân máy vỏ pin luôn ha. Thân máy vỏ pin như thế này, ai chốt mà nhanh tay lên ha. Rồi 650. Con số 2, con số 3. Con số 3 là con 550 thân máy vỏ pin luôn ha. Con này là con khoan gốc anh em ha. 12V, 96 lên 12V ha. Đầu kẹp nó 10 ly anh em ha. Cho anh em mình 96 lên 12V bình thường ha. Đầu nó không rơ không kẹt luôn. Đảo chiều nè. Đầu cứng ngắc anh em ha. Điều tóc nè, đảo chiều, con này rất là hiếm nè, lâu lâu mới gặp được con ha, dây nhựa là còn y nguyên của nó luôn. Rồi thân máy vỏ pin luôn, con này bán giá cho anh em là 550 ha. Rồi vỏ pin nha, cái pin này em đóng nghe nè, vỏ pin này đóng rồi nè, đóng mới rồi, còn anh em muốn em đóng thì ok alo em ha. Còn tiếp theo là con cắt ống nước nè, cắt ống nước này to ha, hiệu của nó là Super Tool nè ha. Này lữ của nó cũng còn khá là đẹp ha. Đây, nó Super ha, hãng Super SWKS603 nè. Cắt ống nước này cắt được ống 60 là ok ha. Anh em mở ra gì là nó bung ra, còn anh em muốn cắt là cắt xuống. Đó, ha. Đó. Vậy là đứt ha. Đó, miết xuống vậy là đứt ha. Anh em xả ra bung ra. Nhẹ nhàng nó bung ra. Này lữ inox nguyên mình nó là nhôm anh em ha, nguyên mình nó là nhôm nguyên khối. Đó, ở sau đáng lẽ ra nó có một cái sợi dây giống như dây dải móc lại thì rớt mắt rồi, cho nên là mình về mình lấy con dây mình chế anh em, có lỗ sẵn nè. Super. Rồi chiều dài của nó là 2 tấc 9 anh em, gần 30 này, gần 3 tấc nè. Đó ha, rất là nặng, lữ của nó chiều cao nữa nè, một tấc, gần 1 tấc 4 luôn á. Rồi con này em bán cho anh em với giá mã số 4 350 ngàn ha, cho cái con cắt nước được ốc 60 luôn nè. Rồi tiếp theo là một cây mã số 5, cây kèm, cây kèm điện ha, kèm điện nè, điện này của thằng nào đây, cái kiềm điện này dấu nội địa Nhật nằm đây ha, hiệu của nó tiếng Anh khó đọc quá nè ha, nó khắc chìm trong đây luôn, chiều dài nó 18 năm gần 19 anh em ha, kiềm điện còn khá đẹp này. Đây em lấy dây điện cắt cho anh em luôn ha. Đó,
ngọt ngào ha. Lưới còn khá đẹp. Nè. Lưới còn đẹp lắm. Răng của nó này nè ha, răng của nó. Răng dưới nè, bên trên ha. Ok. Hiệu đóng chìm luôn. Bên đây cũng vậy luôn. Dấu nội địa anh em ha, dấu nội địa ở đây. Rồi, ok. Cán thì nó cũng không có bị bong chóc gì, ngon ha. Kìm điện ok. Kìm nội địa là làm cái cán vậy nè anh em ha, nhìn là biết ngay. Chứ không phải như kìm chợ thì nó khác. Rồi. Số 5. 150.000 ha. Số 6 là một cây tốt dây điện này anh em ha. Cây tốt dây điện này số 6 là 350.000. 350.000 cho con này cắt được 2 dây anh em, tốt được 2 dây này cho mấy ông thợ điện lực anh em. Làm dây lớn á, con này dây lớn nha. Thương hiệu của nó là mặt queo ha. Khá là mới luôn. Mặt queo. Để 2A nè. Con này là xây lớn anh em ha. Có loại gan gì nữa nhưng mà là 1A. Đó. Miệng rất là đẹp ha. Anh em cố gắng mình xem miệng nó. Găng còn rất mới ha. Nè, găng đây là mình tuốt dây đôi nè anh em ha. Bên đây là mình tuốt dây đơn ha. Đó. Bốn ốc này mình chỉnh nó nhiều khi cho nó cái lưỡi nó cho nó hợp với găng trên găng dưới nó cho nó có một cái lỗ tròn gì nè, là xe lớn. Thì cái lỗ tròn này á là nó tương đương với cái lỗi dây điện của mình đó. Dây lớn. Bên đây là dây đôi ha, dây đôi loại có hai da đó. Đây của mặt veo. Khá mới anh em ha. Đây tốt dây đơn cho anh em xem, là cái dây đơn này của em là 2.5 nè. Đó. Em tốt dây cho anh em ha. Ngon lành anh em ha. Rồi dây lớn anh em. Dây lớn nha, anh em mình chú ý ha. Dây lớn chứ không phải dây nhỏ nha. Dây nhỏ mình tốt cũng được. Đây. Anh em thấy không? Ok nè thấy không? Quá là ngon ha. Còn dây đôi thì em không có dây tên cho nên là anh em nhìn cái lỗ này anh em biết rồi, không có mẻ gì là ok lắm rồi ha. Còn mấy cáo luôn ha. Rồi, mặt veo. Thương hiệu Nhật ha. Rồi, ai chốt con mặt veo này chốt cho em mã số 6 ha, giá 350 nè. 350 cho con kìm mặt veo này. Lâu lâu mới có con nè. Không có nhiều. Rồi. Tiếp theo là con mã số 7. Mã số 7 em có con thước cặp này ha. Mã số 7 giá 800k. Con thước cặp này ha. Thước cặp này anh em xem giúp em là nó chiều dài 20 cm ha. Mát in da băng này ha. Mát in da băng. Đó, thông số của nó vậy ha. Anh em cố gắng coi kỹ giúp em ha. Đó. Thì nó có cái đồng hồ ở đây. Người mình chịu khó vệ sinh lại xíu ha. Đó, Mitty Tuyo ha, Mitty Tuyo. Đó. Thì cái phần thân nó là cũng ở phía trước nó cũng để là Mitty Tuyo ha. Còn cái miệng ở dưới nó là rất là đẹp anh em ha. Miệng trên nè. Miệng trên nó còn xuất sắc luôn ha. Đó. Miệng trên nó còn xuất sắc luôn. Rất là ok. Miệng dưới cũng vậy luôn. Đó, anh em lật về sau nè. Rất là đẹp ha, không có chè, không có gì hết ha. Thương số thông hiệu số của nó đây ha, số series của nó hay gì nè. Đó, còn cái mặt đồng hồ của nó anh em thấy ha, nó cũng chưa vệ sinh cho nên là không biết, em không biết vệ sinh ở bên trong. Anh em nào biết thì đã từng xài thì mình mua về vệ sinh ha. Đó, em cũng còn dơ lắm. Ở đây nó có nấm chỉnh là khi mình cái đồng hồ này mình nhả ốc ra thì nó sẽ xây được cái mặt đồng hồ ha, xây qua xây lại ha, bình thường ha. Đó. Khi mà ở cái ví dụ anh em muốn thích ở cái đồng hồ này cái mặt nó đứng lên thì anh em giới hạn là khóa con ốc này lại cho em ha. Đây ốc này khóa lại, khóa cứng lại thì nó sẽ ngay ha. Đó. Ở đây là cái nấm chỉnh thông thường ha, nấm chỉnh kéo ra kéo vô thông thường. Đó. Siết lại khi mà ở cái số đo nào mình cần cố định á, thì mình siết ốc lại
thì cái này em không cần hướng dẫn nhiều. Đây là một đúng chỉnh, hai đúng chỉnh, ý em nói là nó đầy đủ độ, nó không có mắc gì hết á. Miệng thì đẹp ha, miệng đẹp, ốc trên này, ốc dưới này, con lăn bánh xe này ha, bình thường đó, kéo ra này ha, nhớ móc này ra chút cho nó nhẹ anh em ha, đó rất là đẹp, rất đẹp luôn ha, nhìn rất là đẹp anh em ha. Đó, thông số nó còn rất rõ luôn, đi tu tu vô đàng hoàng ha. Đó, thì mấy cái thước này anh em cố gắng xem kỹ giúp em ha, thì nào nghe em bán trên clip thì quay quay kỹ cho anh em xem, mua một món đồ thì nó ưng ý mới được ha. Mấy đồng bạc không có là bao, nhưng mà phải đúng món đồ mình mua mình cần thì nó phải như ý ha. Đó, nấm đồng hồ này mình chỉnh lại cho nó ngay tim ha, nãy em chỉnh hơi lạnh, chỉnh lại cho nó ngay nè, cho nó chính xác ha. Đó, rồi kéo ra đẩy vô là ngay tim lại ý cũ ha, thứ khá là đẹp anh em ha, thứ quá độc chiêu luôn. Còn cách đo như thế nào thì anh em mình cơ khí mình biết rồi ha, không cần em giải thích đâu, em cũng chả gành bên này luôn, em chỉ chủ yếu là em tìm cái thước cho đẹp, đầy đủ đồ cho anh em, không thiếu gì hết, không bị lỗi gì hết thì em bán thôi, chứ còn nhiều khi bên cơ khí thì phải học qua cơ khí mới biết anh em, chứ không có ai hay ho gì mà nhìn vô là biết không. Rồi, còn ai chốt thước kẹp này chốt cho em với giá là 800k, mã số 7 ha. Mã số 8 là em có cái bộ muỗng đa năng này ha, 150.000, mã số 8 rất là đẹp luôn. Cái này là cái móc của nó bằng đồng ha. Đây là cái nĩa nè, trước em có bán cây rồi đó, ông nào mua rồi xong rồi mua bộ này nữa cho chẳng bộ luôn ha. Đây là một cái dao nè ha, muỗng nè, muỗng nè, nĩa nè, dao nè, để mình đi đi rừng đồ hoặc là đi cắm trại đồ nè, ngon lắm. Đó, này là cui hộp ha, còn này là cui săn bạch ha, tất cả đều còn mới, còn đẹp hết, còn bén hết. Đó, cái này để khu sân banh ha, khu sân banh và gia đình đồ. Đó, muỗng đi rừng đồ, đi cắm trại đồ có cái này theo tiện lắm anh em ha. Đó, nhiều khi nó đơn giản vậy đó, tới hồi mình đi rừng thì không có thì bực bội nhớ lại à, nó bán sao mình không mua, cái này đi rừng không có, cái này còn rất bén anh em ha, bén lắm. Vậy ha, ship lại hết, còn đi rừng đồ ok. Đó, cái móc mình treo ha, thì có gì cần hết anh em, đi rừng là mấy cái này là không thể thiếu anh em, rất là cần. Mua tặng cho anh em nào mình không có đi rừng, nhưng mà mình tặng cho anh em nào đi rừng cũng ngon. Rồi, mã số 8 giá 150.000 cho cái mã này ha. Rồi, mã số 9, mã số 9 em có cần tiếp nè anh em ha, cần tiếp đầu 1/2 nè, gặt gù được ha, đầu 1/2 nè, có bi luôn ha. Cần tiếp nè, KTC thương hiệu luôn của Nhật ha, đầu nó 12.7 nè. Đó, dài là 38 380 mm nè ha, dài là 3 tấc 8, Tokyo ha, KTC đầu cây tiếp xịn này nè ha. Rồi khi mà nó hay con cái là anh em nói dài được ha, khi chạy nó là một cây cầm cán cầm ha, còn khi anh em muốn nó dài ra thì có bi ăn vô cái lỗ này ha, đây có hai lỗ nè, bi vô đây, anh em muốn nó chứ đừng quay thì thọt cho cái lỗ này, mình xài là cái cây ngắn ha, đây là một cái cần ngắn, còn anh em muốn dài ra đưa vô là dài ra đứng chút đó ha. Đó, quá là ok ha. Rồi, rồi ai chốt cái cần tiếp này em chốt cái mã số 9 giá 300k ha, KTC thương hiệu Nhật luôn. Mã số 10 là em có cái xịt hơi anh em ha, xịt hơi này của thằng Kinky. Kinky là con này made in Japan luôn ha anh em ha, made in Japan. Đây, 150.000 cho con mã này ha. Đây, đẹp luôn. Kinky, tiếp hơi cho anh em luôn ha, bao xì cho anh em luôn. Còn lạnh hết anh em ha, không nghe tiếng xì luôn ha. Rồi,
bao xì cho anh em, xì cho anh em đập xong trả lại. Rồi số 10 150k. Số 11 em có kéo cắt cạnh ha, kéo cắt cạnh này chiều dài nó được kéo này cũng nhỏ nhưng không lớn anh em ha, chiều dài nó được 18 năm ha. Đây thương hiệu của nó nè anh em ha, đây có dấu hiệu của nó nè, chữ nghĩa đàng hoàng ha, bên đây cũng có nè, ốc thì ốc thao ha. Đó. Lưỡi của nó, lưỡi nó em chưa mài nha. Đó. Vậy anh em liếc cái cho nó sáng lên, cho nó đẹp lên. Thì qua bàn tay của anh em chơi bonsai thì mấy cái này không khó, rất là dễ. Đó. Anh em chơi bonsai ai cũng qua kiển là ai cũng biết mài hết, ai cũng có dụng cụ mài hết. Thì cái này em không cần phải nói nhiều à. Rồi chốt cho em mã số 1 250 ha. Kéo này cầm nhỏ gọn để xài bonsai. 12 em có cây này bán 120.000 cho anh em nào thợ rèn ha, anh em nào thợ rèn mình rèn công cụ cho khách ha, thì mình cầm cái này bóp rèn ha. Thì chiều dài con này được 24 anh em ha, gần 24 23 gửi đi. Đó. Có cái hiệu đàng hoàng anh em ha, này hiệu của Nhật đàng hoàng, thấy đẹp thì mua về cho anh em thôi. Nhiều khi phải có chữ vậy đó, lặn cho anh em mình biết là đồ của Nhật, chứ nhiều khi mà không có chữ cũng khó nói ha. Thì mấy anh thợ rèn gặp cái này là mê lắm, mình rèn dao không cần thợ rèn, những anh nào biết rèn hay là những anh nào xài bên cơ khí cũng vẫn xài cái này ha. Giống như kìm cua nhưng mà cái miệng nó không bén nha, miệng nó dày nên nó kẹp vật liệu để giống như thợ rèn mình kẹp cái dao để mình rèn ha. Coi chốt cho em mã 12 120.000 ha. Mã 13 là có dít đóng nè, dít đóng của quẹt xeo nè. Đó, dít đóng của quẹt xeo. Impact nè, driver nè. Tiếp nè ha. Thì cái này quẹt xeo nè anh em ha. Anh em ha. Cái này không phải quẹt xeo anh em, cái này của Hozan nè anh em ha. Em nói lộn xin lỗi anh em ha. Đây là của Hozan nè. Nè, Hozan. Đầu 1/2 anh em ha, đầu 1/2 bi còn luôn ha, nhắn còn bình thường anh em ha. Con này con xây lớn cho nên là nó nặng lắm anh em ha. Đó. Con này nó làm bằng nhựa, chỗ này mình đóng nó không có đau tay ha, con này rất là ok. Đó. Đầu 1/2 về nhà anh em gắn mũi vít vô ha. Rồi mã 13 680.000 cho cái vít đóng này ha, hoạt động full chức năng bình thường nha anh em ha, nhắn còn ok, xây bình thường ha. Nè đó, nặng lắm ha, lò xo nó nặng, con này xây lớn cho nên nặng. Nè, mũi tên trái phải đầy đủ ha. Đó, rai nè, led nè, trái phải đầy đủ. Rồi mã số 13 xong tới mã số 14 anh em ha. 14 còn đá mài nè, giá 500k thôi cho anh em ha. Đây đá mài nè. Đó. Nó có hơi cái phần hơi lõm này ha. Đây, chiều dài của nó. Chiều dài nó 21 cả như 20 anh em, gần 21 ha. Bì rộng của nó, bì dày của nó là 3 phân ha. Còn cái bì ngang của nó nè, bì ngang của nó là 6 phân rưỡi anh em ha, 6 phân rưỡi. Đó. Còn đá bùn này độ mịn chắc độ 800 anh em ha. Trước em có bán cục 800. Độ này 800. Rồi, chốt cho em con đá bùn này ha, cho anh em mình mài dao ha. Giá 500k. Độ mịn là khoảng tầm 800 đến 1000 anh em ha. Con này tầm 800 độ mịn đó. Click dao là bao bén luôn. Thì con này mã 14 giá 500k ha. Mình xài biết chừng nào anh em, xài lâu lắm. Đá Nhật nha anh em ha, đá Nhật mình xài sướng hơn đá ở chợ mình bán ha. Rồi 14 giá 500k. 15 là em có cái thước nè, cái thước này để cho mấy anh em 15 là cân được 20kg ha. Cân này 20kg nè, cái cân này nó để 20kg nè. Đó, thông số còn đây ha, để mấy anh đi câu cá rồi á,
bắt những con cá lớn cái mình móc cho mình câu được 20 kg nè. Đó, rất là ngon ha. Đó, anh em để ý là cái vạch này nè ha, cái vạch ngang này nè nó nằm ở vị trí nào thì nó sẽ là bao nhiêu ký ha. Thì đây là cái núm chỉnh anh em ha, cái con ốc chỉnh nè. Ví dụ anh em để lên về, ví dụ anh em mình muốn chính xác cái mình để lên cây căng, mình căng một cái vạch gì đó 1 ký xong mình móc vô đây, nếu mà nó đúng ký thì ok để vậy, còn nếu mà nó không đúng anh em chỉnh qua chỉnh lại anh em cho nó chính xác. Nhiều khi lâu ngày á mình kiểm tra nó chính xác hay không thì thôi để em làm cho, để nữa em hạo thử một cái món gì đó em làm cho chính xác anh em gì là xài thôi ha. Đây nó mắc con ốc nè, con ốc thư giống ở trên nè mà cũng không ảnh hưởng gì cho anh em, nó để nó chỉ cái thông số để cho mình chính xác mình cân thôi. Đây nè, không nè, 500 gram ha, ký ha, ký gử nè, 2 kg nè, 3 kg nè, 4 kg, 5 kg nè. Đó, còn bên đây tương đương nó so le với nhau anh em ha. Nè nè, không nè, 5 nè, 10 nè, 15 nè, 20 nè, thì nó tương nhiên cái số này nó sẽ lo so le với nhau ha, là tương đương với số ký trên này ha. Đó, móc đồ đầy đủ nè anh em ha. Đó, móc vô cái mang cá ha, còn cái đây là cái tay nắm nè, nắm lên ha, 20 kg cho anh em về xài câu cá lớn ha, 15 250 ha. 16 là em có thước thủy nè, thước thủy giá 180.000 có 3 thủy luôn ha. Chiều dài thủy này được 23 ha. Đó, thủy nè, ok, nó có 500 luôn anh em ha, có 2 cục 500 luôn cho anh em mình làm nhà tiền chế luôn ha. Đó, thủy nè ha, đầy đủ ha anh em, thủy còn khá mới luôn ha, hiệu của nó là tên gì, Tajima ha. Đây cho nó hết nè, hết ha. Đó, nè, hết ha. Đó, khách vô nhà tiền chế rồi rất là ok ha. Đó, rồi thủy còn ok ngon lành ha anh em ha. Đó, rồi chốt cho em mã 16 này giá 180.000 ha. Mã 17 nè, mã 17 em có cái cắt ống đồng nhỏ mini gọn nhẹ ha, cho mấy cái dốc kẹt đồ anh em ha, để mình cắt mini rồi mình cắt mấy cái ống đồng trong kẹt đồ đó, không thể nào dùng dao lớn được, mình dùng dao nhỏ ha, mấy con lăn là lăn ok hết ha anh em. Đó, đầu địa Nhật nè, đầu địa nó có những cái độc lắm anh em ha, những cái độc chiêu đó mình mua chợ không có, hôm đó có ông nào nhắn tin Zalo em họ mua cái này mà em quên mất tiêu rồi. Rồi chốt cho em mã 17 ha, dao cắt ống đồng mini ha, 3 đến 22 mm nè ha. Đó, rồi số 17 giá 150.000 cho con dao cắt ống đồng mini nhỏ nhỏ ha, mini ha. Rồi cái này mã 18 nè, 18 dao này dao cắt lớn nè ha. Đó, 18 này lưỡi con cắt là ok nè nè, mới tinh luôn ha, mới tinh như chưa xài luôn á. Rồi con lăn là cũng ok hết, đây dao cắt ok hết, lưỡi vệ sinh còn mới tinh luôn như chưa xài nè, cái này không có dấu hiệu xài anh em ha, mới tinh luôn, dao cũng có luôn ha, dao lưỡi xe cua nè, dặn cái nó ốc ra mình lấy cái con dao xe cua đi ra xài, nếu cái này bẻ ha lấy cái này ra xài ha. Đó, rồi đóng lại đây con lạnh ha. Đó, rồi ai chốt con dao cắt đồng lớn này chốt cho em mã 18 ha, 18 giá 200k ha, thì thông số đó đây anh em từ 4 đến 28 mm ha, từ 4 đến 28 mm. Nó con này khá mới luôn. Rồi mã 18 giá 200 ha. Rồi mã 19 nè anh em, 19 này em có em tiếp nè, hôm trước em bán nè, hôm nay bán lại bán sổ cho anh em luôn ha. Thì con này nó hơi xét nhưng mà đầy đủ đầu khẩu ha, đầu khẩu đáng lẽ nó sẽ có cái đầu tiếp đây nữa, nhưng mà này có đầu 21 nè, đầu tiếp 21 nè, đầu tiếp này đầu tiếp 14 nè, 14, 17, 19 nè, 24 nè, 21 nè ha, 1, 2, 3, 4, 5 đầu ha, biết thêm cái đầu này nữa ha, đầu này hoạt động bình thường anh em ha, đầu này có bi luôn ha, đảo chiều nè, ngon lành, đảo chiều lại nè ha, ngon lành anh em ha, đảo chiều lại nè, ngon lành ha, đó. Xong rồi nó có hơi xét xíu ha, có chỉnh lực đàng hoàng ha. Đây thông số chỉnh lực này còn mới nè, bị con này nó hơi ngập nước anh em ha, ngập nước nó đây là 200 N nè ha, 200 N, mình dặn chỉnh bình thường anh em ha, nút chỉnh bình thường hết đó.
đó, anh em bên đây nó hơi xấu xíu thôi, nhưng mà mã nó là mã hiệu của nó là mã GS này, anh em ha, GS này, tem nó chóc nằm đây này. Tem nó là GS nè đó, tem nó GS nằm đây ha, đây là cái tem nó thì hơn nữa nó cũng còn nằm đây nè đó. Thì trước em cũng bán con đó, nhưng mà con này nó bị ngập nước ha, nhưng mà nó cũng vẫn còn ok bình thường, cập cập bình thường anh em ha, em có test rồi, ngon lành. Mình làm tay con ốc nó dễ nè, còn làm tay thì nó hơi khó. Để em cố gắng em dặn ra cho nó hết mức rồi cho nó kêu cập cập cho anh em à. Đó nè anh em thấy không, đó ý nghĩa là mình dặn con ốc tới đó nó sẽ kêu cái là báo hiệu là ok ha, chỉnh lực ở đây bình thường. Thì bên đây nó mờ thì mình không xài, mình xài bên đây anh em ha, xài bên đây là mình biết rồi ha. Rồi em bán này giá ok cho anh em luôn đó, gồm có 5 đầu tiếp chứ có một cái hộp gì luôn nè anh em ha, bị nó nước nó vô đây cho nên là nó hơi có rỉ sét xíu. Rồi còn nguyên hộp luôn, thì em bán giá này là mã 19 giá 800 ha. Rồi mã 20 là em có con Eto nè, Eto này xây lớn anh em ha, Eto này lớn nặng lắm. Rồi bề ngang Eto nè, bề ngang Eto là 7,5 nè, mở này tối đa nó coi, chiều dài nó tối đa là chiều dài nó là 1,850 nè, mở miệng nó nè, mở miệng nó là tầm khoảng 50 nè, mở miệng nó là 50-55 luôn ha, 55 cm đó, vậy là ok, kẹp bàn tối đa là ok nè ha. Chiều cao này cũng không quan trọng, chiều cao này em đo tới cái đích luôn là khoảng tầm 20 ha nè. Rồi chiều cao quan trọng chủ yếu là đây nè, nó kẹp bàn là ok nè ha, miệng của nó nè đó, cho nó khít là được rồi, ga vô bình thường ha anh em ha, ga vô nhẹ nhàng một ngón thôi, kẹp bàn Eto Nhật nha anh em ha, Eto này Nhật bãi nha chứ không phải Eto chợ đâu, em bán đồ bãi mà đó, khá là ok ha. Thì cái này nó không quan trọng anh em, nó chủ yếu là cái miệng ok bên trong là được rồi. Đây nấm xay rồi còn y như mới luôn, xác vô đó, ok ha. Rồi con này mã 20 giá 450 anh em ha, còn con này nhỏ nè, con này nhỏ là 400 ha. Rồi, con này tính em 380 đó, tính em 380 đó, nó hơi nhỏ, 380.000, chuyển khoản vẫn bao ship bình thường. Đó, anh em nhìn hai con này, em mình hai con anh em mới thấy ha. Đó, nó cũng nhìn ở bên ngoài nó tương tương nhưng mà nó chênh lệch chút xíu à, nó tầm 80 đây, 380.000 con này ha, rất là nặng anh em, nó nặng lắm là bề ngang con này là miệng nè 65 ha, ngang 65, dài nó nè 1,3, em mở tối đa con này ra đây, miệng khít ha, miệng ok như mới luôn, nhẹ nhàng anh em ha. Đây miệng, miệng tối đa nè, anh em nào nhỏ là việc nhỏ, 3,5 anh em ha. Đó, ok, chiều cao nó nè, chiều cao nó là tầm 1,3 thôi, 1,350. Rồi con Eto ngon lành ha, thì con này em bán 380.000 cho anh em ha, ngon lành, nấm xoay chén đồ ok hết ha, con này cũng Nhật bãi luôn, em không có bán đồ mới đâu anh em yên tâm, bao anh em này mà cầm con này mà hỏi là không phải hàng bãi là cho luôn anh em đơn hàng, chắc ăn là vậy. Đi bãi anh em biết, anh những ông nào đi bãi là biết rồi đó, gặp con này hay không, có hay không là biết à. Rồi con cuối cùng là cái con xịt anh em ha,
lô con này. Còn tiếp theo là cái bình xịt nha anh em ha, bình xịt máy xài 2 thì, động cơ 2 thì ha, hãng của nó là Kawasaki ha. Kawasaki TF22 ha. Con này Kawasaki là anh em biết Nhật Bản rồi ha. Bình xăng nó bình xăng trái ga nha anh em, rất là đơn giản dễ xài giống như bình xăng xe máy vậy đó. Đây nó có cái ti này anh em bóp vô nó chảy xăng ra là xả bình xả xăng dư hoặc là xăng cặn rồi đó, bóp vô là chảy xăng nè, thấy không? Bóp vô là chảy xăng đó, thấy không? Đó. Đừng bóp, bình thường đừng bóp ha. Giờ xả xăng ra anh em muốn khởi động đó ha. Thì anh em mở là gió lên ha. Đó, mở là gió lên. Xong rồi lên ga lớn xíu ha. Đó, lên ga xíu. Lên ga là nửa ga vậy thôi. Đó. Rồi anh em giật máy ha. Đây là có núm chỉnh nè anh em ha. Núm chỉnh nha. Nặng nè, ủa mạnh yếu nè, xây là mạnh yếu ha, nắm chỉnh của nó nè ha, nắm chỉnh mạnh yếu của nó nè, anh em xịt qua kiển nó ok ha. Rồi xong rồi em khởi động máy cho anh em ha, xịt đó, nó muốn chạy vậy đó là anh em sập cái le xuống ha. Sau lưng nó có quay ha. Này cho nên là em lấy cái nhà em ra nó chưa có làm cho nên là chỉ tách nước cho anh em thôi ha. Cái này là mình lấy cái đồ nhựa ở nhà cho nên là nhiều khi nó không chất lượng. Cái này là mua chợ có nha anh em, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi cái đầu này. Đó. Ok ha. Để em chỉnh ra nước cho nó bắn ra cho anh em xem. Con bình xịt này nè, nó dung tích nó được là 20 lít nha anh em. 20 lít nằm đây nè, nếu anh em để ở đây chắc lên đây là 25 lít ha. Nè. Khoảng cách này lên đây nè là nó 20 ha, 15 là 20 nè ha. Nếu anh em đổ đầy bình là nó sẽ là 25 lít ha. Rồi cái mã này 22 bán cho anh em vào chiều gửi cái bình xịt này ha. Còn đây là cái nắp xăng nha anh em ha, nắp xăng có lượt xăng luôn. Đó ha, có lượt xăng luôn. Đó, nắp zin luôn anh em ha. Rồi. Đây là cái nắp nước của nó nè. Nè, có hai lượt luôn ha. Đó, có lượt đàng hoàng tử tế luôn cho anh em luôn ha. Rồi, bán cho anh em cái này là chịu rử luôn ha. Chịu rử ok. Chuyển khoản bao ship bình thường nha anh em ha. Chuyển khoản bao ship bình thường. Xăng dịch nhẹ là cái lập liền anh em ha. Cái này là nó không có cái dây này ha, không có dây này đó, nên là em lấy cái dây nhà em gắn vô đây nhiều khi nó không ok, cho nên là cái này dễ anh em ha, mua chợ có, mấy này mua chợ có này. Em giật cái là nổ nè, rất là nhẹ nhàng anh em ha. Đó. Tắt nè, giật cái nổ nè, rất là nhẹ nhàng anh em, đơn giản dễ thao tác ha. Rồi anh em nào có nhu cầu alo em ha, chốt cho anh em 1,5 triệu cho cái bình xịt này ha. Đó. Nắp nít của nó là cũng hơi có xù xì xíu ha. Đó. Không ảnh hưởng gì hết, còn ngon ok, bình không có lủng anh em ha, ngon lành. Rồi đây là cái nút xả của nó nè. Rồi
xin chào anh em ha, ai có nhu cầu alo em.